Dạ vâng, em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quý vị và các bạn. Và hôm nay là một buổi chiều chủ nhật ngày 28/6/2020. Và tại Di An, Bình Dương thì cũng mưa suốt từ đầu giờ chiều đến giờ vẫn còn mưa luôn. Đó, thời tiết rất là ẩm ương đúng không anh chị? Và ngày hôm nay thì em Hoàng An mới về một mẫu xe và đã lựa chọn để gửi đến tất cả anh chị quý khách hàng. Và đây là một mẫu xe cực kỳ hot với tầm tiền và chất lượng xe thì quá là ok đúng không chị? Em Hoàng An đây, cửa hàng nhà em thì cũng còn rất nhiều các mẫu xe. Và em Hoàng An sẽ cập nhật liên tục những mẫu xe mới nhất có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Đó. Thì đây trước mắt anh chị là một mẫu xe Chevrolet Cruze, số sàn máy 1.6. Và đây chiếc xe này là sản xuất 2015 và đăng ký lần đầu là 2016, mang biển số tỉnh Tây Ninh anh chị nhé. 25 nhưng mà là form dáng mới rồi, kiểu dáng mới rồi, form dáng mới hết rồi anh chị nhé, màu trắng. Và chiếc xe này cực kỳ đặc biệt, ô tô chỉ mới 29.000 km thôi, rất là mới luôn, chưa đến 30.000, vỏ theo xe hết, xe rất là đẹp và liền làm cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này em mới về buổi sáng ngay nay và cũng chưa rửa dọn làm đẹp bất cứ cái gì cả, rất là đẹp luôn. Nếu nói về Cruze, về tầm tiền và chất lượng xe thì rõ ràng Cruze là số 1 đúng không ạ? Tầm tiền của phân khúc A nhưng mà chất lượng thì là của xe chiếc xe phân khúc hạng C, đi rất là đầm, rất là sướng. Với những anh chị mà đã từng trải nghiệm qua mẫu Chevrolet Cruze thì rõ ràng Chevrolet Cruze quá là ok đúng không ạ? Và mức giá bên em trả bán cho một chiếc xe cọp đi chỉ có 28.000 km thôi là 358 triệu anh chị nhé, cho một chiếc xe chất lượng, form dáng mới, form mới anh chị nhé, form mới và mâm đúc mới. Đó, mâm đúc mới, form dáng của 2017 rồi. Đó. Mà thực sự ra thì form dáng của dòng Cruze thì chắc chắn rồi, không bao giờ lỗi thời đúng không chị? Rất là đẹp và bắt mắt, kiểu dáng cực kỳ là sang, rất là đầm, chiếc xe chạy rất là đầm. Em Hoàng An đã trải nghiệm rồi. Đó, rất là đẹp, màu trắng, mang biển Tây Ninh anh chị nhé, một chủ từ đầu luôn, rất là đẹp, vỏ theo xe hết. Chiếc xe này em mới về sáng nay, chưa có rửa dọn gì cả. Nhưng mà thực sự ra với một chiếc xe chạy có 30.000 km thì cũng chẳng có gì để bàn đúng không anh chị, rất là mới. Thì em sẽ giới thiệu ngay phần đầu xe trước này. Phần đầu xe nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ, nhìn rất là sang luôn, cực kỳ là hầm hố. Cụm đèn pha halogen, quên mất chịu bật cụm đèn pha halogen anh chị nhá, cụm đèn pha halogen rất là mới luôn. Đèn led và có đèn led ngày luôn anh chị nhá. Đèn led ở ngay cái đèn sương mù bi, và xung quanh thì có ốp mạ xi rồi, có mạ chrome, được xác là chrome. Đó, rất là mới đúng không ạ? Mặt ca lăng với tản nhiệt cũng mạ chrome sáng bóng luôn. Thì đây là trang fanpage bên em nhé, siêu thị ô tô Bình Dương, anh chị có thể vào trực tiếp trang fanpage siêu thị ô tô Bình Dương bên em. Đó, cụm đèn pha rất là đẹp đúng không ạ? Đèn pha halogen thì mới luôn. Đó, cụm đèn gầm này, đèn sương mù này, có đèn led này, cộng với đèn bi và mạng chrome xung quanh rồi, rất là mới đúng không ạ? Đây em sẽ giới thiệu ngay về phần máy quang động cơ đi. Chiếc xe thì sử dụng động cơ 1.6 nha anh chị nhá. Đó, 1.6. Và rõ ràng thì về mức tiêu hao nhiên liệu thì dòng Cruze rõ ràng thì không thể bằng những dòng như Toyota Vios, nhưng về tầm tiền và độ chạy sướng đầm thì Cruze là số 1, em chắc chắn là như vậy luôn. Với những anh chị mà đã từng trải nghiệm về mẫu xe này thì anh chị cứ tới đây chạy thử xe là biết. Đó, đây anh chị nhá, những chi tiết ốc nguyên bản, chiếc xe này em chưa có rửa gì cả, máy vẫn nguyên bản luôn đấy, những chi tiết ốc cabo rất là mới luôn, chưa dấu hiệu tháo mở đây. Đây anh chị thấy nhá, máy nhá như mới luôn, cực kỳ đẹp, xe đi rất là đẹp luôn. Với dòng Chevrolet Cruze mà chạy nhiều thì máy nó rất là tối và xấu. Đó, đẹp. Đây anh chị thấy nhá. Đó, đây là chưa rửa nhé, rửa lên thì nó mới đẹp làm sao đây anh chị ạ, cực kỳ mới luôn. Đó, 358 triệu anh chị nhé. Và giá thì tất nhiên tất cả những xe bên em Hoàng An báo đều có thương lượng. Khi mà anh chị thực sự quan tâm về một mẫu xe nào đó, lên trực tiếp cửa hàng em xem xe và thương lượng thêm về giá với em Hoàng An anh chị nhé. Và chi tiết là nguyên bản tuyệt đối. Đó, đó anh chị nhé. Ok rồi, phần thân xe thì anh chị có thể thấy nhá, chiếc xe thì sử dụng vỏ còn theo xe này 4 thắng đĩa ABS luôn anh chị nhá,
4 tháng đi ABS. Và chiếc xe thì sử dụng mâm đốc la răng 16 4 tháng đi ABS, rất là mới luôn. Mâm mới nha anh chị nhá, mâm mới 2015 đăng ký 2016, 358 triệu đó. Vỏ vẫn rất là dày đúng không ạ? Với chiếc xe chạy có 30 ngàn thì vỏ như mới rồi. Sinh nhan tích hợp chân gương này đó. Tắc tay lắm cửa mạ chrome đó. Chiếc xe chủ xe đi cực kỳ dữ luôn. Anh chị có thể thấy nhé, đây là những cái chi tiết keo mà chủ xe dán vô để chống trầy xước. Đấy, tay lắm cửa mạ chrome rồi. Có lẹp kính nhé, lẹp kính inox này. Vè mưa đầy đủ hết rồi. Kim cách nhiệt đầy đủ hết. Đấy, tất cả các kính chắn gió đều hướng nhiệt. Và cái lườn này thì chủ xe dán một lớp đề can màu đen caro, rất là nổi bật đúng không ạ? Bắt mắt luôn. Đấy, chị thấy không? Mầm đúc là rằng như mới luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ giới thiệu đến chị phần đuôi sau. Đấy, cũng là cụm đèn hậu sau rất là bắt mắt đúng không ạ? Đang bật lên. Cụm đèn hậu sau cực kỳ mới. Một cái đường mạ chrome tại cái cản sau nhìn rất là nổi bật. Cái xe rất là sang luôn. Đó, rất là nổi bật luôn. Và trang bị 4 mắt cảm biến lùi này, 4 mắt cảm biến lùi. Đèn thắng, kính chắn gió sau, rất ok luôn. Nhìn mới luôn đúng không ạ? Đó, vỏ theo xe rất là mới, dày này. Vỏ dày bịch luôn. Đó, chị thấy nhá. Xe này là ngày mai em sẽ cho anh em rửa dọn, làm đẹp lại. Đó, đánh bóng lên, rồi gầm máy sạch sẽ. Đó. Tay lắm cửa mạ chrome hết rồi. Vè mưa, dán phim cách nhiệt đầy đủ hết. Đó, lượt này dán đề can này. Rất đẹp. 4 tháng đi ABS đầy đủ hết này. Đó. Sinh nhan tích hợp chân gương. Và chiếc xe này còn khám xét lưu hành đến tháng 7 năm 2021 anh chị nhá. Quá là miên man rồi. Đó. Quá miên man. Và sau đây em sẽ giới thiệu anh chị về phần cốp sau. Khoang hành lý. Khoang hành lý của một chiếc xe phân khúc hạng C thì rõ ràng là quá là rộng rãi đúng không ạ? Và ngay cái cản sau này thì được dán một cái chữ nhạc inox chống trầy xước ở đây. Và cũng rất là sáng đúng không ạ? Rất nổi bật. Vỏ sơ cua đây. Cũng gần như là chưa lăn luôn anh chị nhá. Vỏ sơ cua cũng gần như là chưa lăn đâu. Mới là lướt nhẹ thôi. Đấy. Rất là mới. Anh chị thấy nhá, khoang hành lý quá mới đúng không ạ? Với một chiếc xe chạy ít thì để mà mình bỏ ra số tiền đó để sở hữu một chiếc xe thực sự chất lượng, rất đáng đồng tiền luôn. 358 triệu anh chị nhá. Quá là thơm mùi xe mới luôn. 2015 đăng ký 2016. Mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối. Cái đấy là em Hoàng An cam kết cho chị, bao trước test thoải mái anh chị nhá. Anh chị không phải lo gì cả. Quá mới luôn. Rồi sau đây em sẽ giới thiệu đến khoang nội thất của mẫu xe này anh chị nhá, khoang nội thất. Chiếc xe thì có tông màu đen anh chị nhé, tông màu đen, đen, đó, ghế da, chỉ đỏ, kết hợp chỉ đỏ màu đen rất là đẹp. Táp bi cửa này, rất là sạch sẽ đúng không ạ, rất là mới luôn. Xe sự, đây anh chị có thấy nhá, những cái lót sàn 5D này, chủ xe trang bị này, cực kỳ là giữ gìn luôn. Chủ xe rất là tâm huyết á, những cái bậc lên xuống là đều được dán chữ screw ở đây rồi. Đó. Đây anh chị thấy không, như mới đúng không ạ? Anh chị lên xem xe trực tiếp nó còn đẹp hơn nữa anh chị ạ. Ghế da chị xò ra chỉ đó rất là ok đúng không ạ? Vô lăng bọc da và trên vô lăng thì tích hợp những nút âm lượng chức năng chuyển bài đầy đủ hết anh chị nhé. Đây những cái khóe vô lăng này anh chị có thể nhìn giúp em ăn nhé, rất là đẹp luôn đó, rất là mới luôn. Đó. Quá ok đúng không ạ? Và trang bị hai tụ khí ở hàng ghế trước nha anh chị nhá. Đấy, các tắp mở cửa đây, đi mới luôn. Mặt đồng hồ đây anh chị nhá. Đó, đang là 28.134 km, quá là ít đúng không ạ? Cho một chiếc xe siêu cọp. Cũng gọi là cọp thì đúng hơn. Đó, đây có bảng điều khiển khóa này, chỉnh kính này, và gập kính tự động, gập kính, rất là mới đúng không ạ? Các táp lô đây, xe gia đình đi một chủ đầu đó, cực kỳ đẹp luôn. Đầu CD đây, đầu CD, theo xe,
cục cần số đây, hộp số 5 cấp đó. Còn mới đúng không ạ? Rồi, ok. Nó trần là sàn 5D hết rồi, rất là sạch sẽ. Đây, hàng ghế sau. Với một chiếc xe phân khúc C thì hàng ghế nó quá là rộng rãi, anh chị tha hồ mà mình ngồi. Với ngồi 5 người quá là thoải mái, 5 người lớn rất là thoải mái, rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn. Như mới đây. Thảm lót sàn đầy đủ hết nha anh chị nhá. Đấy, thảm lót sàn này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Ghế thì sạch sẽ ha. Một mẫu xe bên em về crew chiếc nào là hết chiếc đó đó, cực kỳ hot luôn. Sẽ crew cực kỳ hot bên em. Với tầm tiền của phân khúc A nhưng mà anh chị lại sở hữu được một chiếc xe của phân khúc hạng C thì rõ ràng quá tuyệt vời đúng không ạ? Đó, rất là đẹp luôn. Đây, hai cái đèn trần này. Tích hợp này, hai đèn trần này. Kính trần ni lông đầy đủ hết. Đó, đầy đủ chưa ạ? Rồi, ok. Đó, quá là mới rồi đúng không ạ? Rồi. Trên đây là mẫu xe Chevrolet Crew sản xuất 2015, đăng ký 2016, số sàn, mang biển số Tây Ninh và một chủ mua mới từ đầu. Odo chỉ có 28.134 km thôi, rất là ít. Chiếc xe đẹp, nguyên bản, không lỗi, siêu cọp. Giá bán bên em đang chào bán mức giá là 358 triệu. Anh chị quan tâm về mẫu xe Chevrolet Crew số sàn này thì lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương, địa chỉ ngã ba ông Sạn, đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Anh chị nhá, nằm ngay mặt đường DT743B và cách ngã tư 550 một cây số thôi. Alo trực tiếp cho em Hoàng An theo hai số điện thoại 0943444550 và số điện thoại 0968390391 anh chị nhá. Anh chị khi mà ghé kênh YouTube của em thì nhớ ấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho em Hoàng An. Đặc biệt là nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Anh chị cũng có thể truy cập trực tiếp vào website siêu thị ô tô Bình Dương.com để xem video cũng như là chỉ đường. Đó. Một lần nữa thì em Hoàng An xin cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về mẫu xe Crew 2015 đăng ký 2016 này mà em Hoàng An vừa giới thiệu. Kính chúc anh chị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video giới thiệu xe tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.